Cũng trong chiều nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố do trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Khánh Vân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Bình Thuận, quận Hải Châu về tình hình thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Thời gian qua, cùng với các địa phương khác, phường Bình Thuận đã huy động cả hệ thống chính trị cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Song song với đó, quyết liệt triển khai các giải pháp, nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, giữ vững các chỉ tiêu về kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phường cũng đã sắp xếp bộ máy theo đúng quy định để chuyển đổi và thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của chính phủ, qua đó đảm bảo vận hành hiệu quả, thống nhất và tinh gọn. Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, phường Bình Thuận kiến nghị 3 nội dung, trong đó đề nghị cần có cơ chế chính sách đồng bộ để mô hình chính quyền đô thị đi vào thực chất, cụ thể và hiệu quả hơn, quan tâm thêm về chế độ cho người hoạt động không chuyên trách tại cơ quan phường và kịp thời tổ chức thi tuyển công chức cho các chức danh còn thiếu.